Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức Rẻ Tê. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục xét cái bài số 2 là cực trị của hàm số. Ở dạng thứ 3 là cực trị của hàm số trung phương. Ở dạng 2 chúng ta xét cái cực trị của hàm số bậc 3. Hôm nay chúng ta xét cái dạng thứ 3 là cực trị của hàm số trung phương thì có những kiến thức cơ bản như thế nào. Thì bài học hôm nay thầy sẽ làm sáng tỏ cho các em được điều này. Kiến thức cơ bản như sau. Kiến thức cần nhớ. Cho hàm số trung phương y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng với c với a khác 0 có đồ thị là c. A nhỏ là đồ thị c có đúng một điểm cực trị khi y phẩy bằng 0 có đúng một nghiệm tương đương với a nhân b dương. Như vậy chúng ta có kiến thức thứ nhất. B là đồ thị c có 3 điểm cực trị khi y phẩy bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt tương đương với AB bén 0. Hai cái mảnh đề AB lớn hơn hoặc bằng 0 và AB âm là hai cái mảnh đề phủ định của nhau. Các em lưu ý điều đó. Đó là cái kiến thức cơ bản. Thì kiến thức cơ bản này thầy sẽ chứng minh cho các em. Khi nào các em làm một bài toán trắc nghiệm thì các em sử dụng kiến thức cơ bản này. Còn các em làm một bài toán tự luận thì các em sẽ làm theo cái cách chứng minh của thầy. Bây giờ thầy chứng minh. Thầy chứng minh hai ý A và B. Trước hết ta có y phẩy sẽ bằng 4 AX mũ 3 cộng 2 BX. Đó hàm khoảng số C thì bằng 0. Muốn tìm nghiệm của hàm số đầu hàm này thì các em nên đặt 2X ra ngoài làm nhân tử chung. Đây là một cái bài toán tổng quát. Cho nên là chúng ta đặt X ra ngoài làm nhân tử chung thì chúng ta đưa về một tích hai cái nhân tử để chúng ta tìm nghiệm của phương trình tích. Khi đó y phẩy bằng 0 thì tương đương với cái tích trên bằng 0. Một tích bằng 0 thì hoặc thừa số thứ nhất bằng 0, 2x bằng 0 thì tương đương với x bằng 0, hoặc là trong hoặc đơn x bằng 0. Thì vì a khác 0 rồi cho nên các em sẽ được x bình phương sẽ bằng trừ b trên 2a. Vậy thì các em nhìn vào đây thì các em thấy là số nghiệm của cái phương trình y phẩy bằng 0 nó phụ thuộc vào cái phương trình thứ hai này. Nếu vế phải của phương trình thứ hai này dương thì khi đó chúng ta có hai nghiệm đối nhau, đó là x bằng cộng trừ căn bậc 2 của trừ b trên 2a. Còn nếu cái vế phải này mà âm thì cái phương trình thứ hai này nó vô nghiệm. Như vậy là khi đó y phẩy chỉ có một nghiệm là x bằng 0 thôi. Hoặc nếu cái phương trình thứ hai này nó có nghiệm kép, tức là b bằng 0 là kép, thì khi đó là nghiệm kép cũng bằng 0, trên này cũng có nghiệm 0 nữa. Như vậy có 3 nghiệm đồng thời bằng 0, thì khi đó cái nghiệm x bằng 0 là nghiệm đơn, thì dấu của đạo hàm khi qua nghiệm đó nó đổi dấu, còn khi qua nghiệm kép nó không đổi dấu. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu A này. Chúng ta xét cái điều kiện là cái hàm số có một điểm cực trị. Hàm số muốn có điểm một cực trị thì cái phương trình thứ hai này hoặc là vô nghiệm các em này, hoặc là có nghiệm kép x bằng 0. Khi và chỉ khi y phẩy có đúng một nghiệm. Mà y phẩy có đúng một nghiệm thì tương đương với cái phương trình thứ hai này, nó vô nghiệm hoặc có nghiệm kép x bằng 0. Nếu vô nghiệm thì chỉ có một nghiệm x bằng 0 thôi, y phẩy có đúng một nghiệm. Với x bằng 0 đó là nghiệm đơn, cho nên dấu y phẩy khi qua 0 đã đổi dấu, cho nên có một điểm cực trị. Trường hợp là nó có nghiệm kép thì nghiệm kép trong trường hợp này là nghiệm kép xảy ra khi nào các em? Khi cái trừ b trên 2a này nó bằng 0, tức là b bằng 0, thì khi đó cũng có phương trình là x bình phương bằng 0, thì chúng ta có nghiệm kép ở phương trình dưới này này. X bằng 0 là 2 lần, tức là nghiệm kép. Thì kết hợp một nghiệm x bằng 0 trên này nó đã trở thành nghiệm đơn lại, thì dấu của đạo hàm khi x qua 0 nó vẫn đổi dấu một lần, từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương. Thì y phẩy bằng 0
một nghiệm mà khi ít quá không thì y phải nó đổi dấu, cho nên nó có một điểm cực trị. Bây giờ chúng ta đi xét cái điều kiện vô nghiệm hoặc có nghiệm kép này để chúng ta tìm. Nó tương đương với là trừ b trên 2a phải bén mà không. Kém thấy dấu âm này là đại diện cho bén không rồi. Như vậy điều kiện để nó bén mà không thì khi về chỉ khi b trên a này là phải dương. B trên a này là phải dương hoặc bằng không. Mà dấu của một tích thì cũng giống như dấu của một thước, cho nên thầy đưa về dấu của một tích đó là tương đương với a nhân b lớn bằng không. Như vậy là chúng ta xét xong rồi. Chúng ta đã chứng minh được là hàm số có một điểm cực trị thì tương đương với đồ thị cũng có một điểm cực trị ở trên đồ thị. Thì khi nào? Khi về chỉ khi là a nhân b lớn bằng không. Như vậy là thầy chứng minh sang câu a. Bây giờ sang câu b. Hàm số có 3 điểm cực trị. Hàm số có 3 điểm cực trị thì tương đương với là phương trình y phẩy này có 3 nghiệm phân biệt. Vậy dĩ nhiên dấu khi qua 3 nghiệm này nó luôn luôn đổi dấu. Bây giờ chúng ta nói đến là y phẩy có 3 nghiệm phân biệt trước. Muốn có 3 nghiệm phân biệt thì cái phương trình thứ hai này các em này là phải có 2 nghiệm phân biệt khác không, đúng không? Mà có 2 nghiệm phân biệt khác không thì khi với chỉ khi là trừ b trên 2a này nó phải dương. Trừ b trên 2a dương. Muốn trừ b trên 2a dương thì tương đương với là cái tích b nhân với 2a phải là âm các em. Vì dấu của một tích thì giống dấu của một thước. Thì đó tương đương với a nhân b âm. Các em lưu ý rằng a nhân b âm tức là b trên 2a âm mà trước có dấu trừ nữa là nó dương. Như vậy là thỏa điều kiện. Đây là kiến thức cơ bản mà các em cần phải chú ý một tí. Nếu các em làm một bài toán tư luận thì các em giải theo cách này nha các em. Chứ các em không nhớ cái điều kiện trên. Điều kiện trên để chúng ta giải trắc nghiệm. Còn làm cái dưới là chúng ta giải theo phương pháp tư luận. Bây giờ tiếp tục. Chúng ta sang làm bài tập câu số 7. Là tìm tất cả các giá trị của tham số M để hàm số y bằng 2x mũ 4 trừ cho M cộng 1 y phương cộng 4 có 3 điểm cực trị. Thì ở đây thầy sử dụng ngay cái kiến thức cơ bản làm trắc nghiệm để các em làm quen. Về nhà các em có thể làm theo cái cách tư luận như lúc nãy của thầy. Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị khi về chỉ khi a nhân b âm. Đây là thầy kết hợp cái phương pháp trắc nghiệm để thầy giải bài này cho nó nhanh nha các em. Thì khi chỉ khi là a nhân b thì lấy 2 này nhân với trừ của m cộng 1 là bé không thì tương đương với là m cộng 1 sẽ lớn không, tương đương với là m lớn trừ 1. Chúng ta kết thúc từ đây chúng ta dễ thấy rằng hàm số sẽ có một cực trị khi với chỉ khi m bé nó bằng âm 1. Như vậy là về nhà các em có thể giải cái bài này theo cái cách thầy chứng minh. Còn bây giờ thầy giải nhanh như các em để các em hiểu cái cách tìm điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị bằng cái tích a nhân với âm này cho nó nhanh. Bây giờ tiếp tục phần tiếp theo. Phần tiếp theo thầy muốn nói kiến thức cơ bản như sau. Thầy có vẽ cái đồ thị và thầy có 3 cái điểm a b c để các em này. Thầy sẽ giải thích cho các em khi nhảy này thông qua kiến thức cơ bản. Tính chất các điểm cực trị của hàm số. Điểm cực trị của hàm số là y bằng ax mũ 4 cộng b bình phương cộng với c đấy. Tức là ở trên tính chất các điểm cực trị của đồ thì hàm số này đấy các em. Đây là giống như đại diện ABC là 3 điểm cực trị. Hàm số trùng phương là hàm số chẵn. Các em thấy đây làm số chẵn bởi vì các em thay x bởi trừ x với mọi x thuộc R thì f của trừ x và fx luôn luôn bằng nhau với mọi x thuộc R. Cho nên nó hàm số chẵn. Mà hàm số chẵn thì nó luôn luôn nhận trục tung làm trục đối xứng. Đó là chúng ta nhận xét ý thứ nhất. Bây giờ các em cho x bằng 0 thì y bằng c. Như vậy là chúng ta có được một điểm nằm trên trục tung đấy các em. Điểm 0c là nằm trên trục tung. Thì nên đồ thị có một điểm cực trị
nằm trên trục tung, thầy gọi là điểm A có tọa độ 0C đấy các em này. Nó luôn là nằm trên này các em nhé. Bây giờ thầy chỉ xét trường hợp là đồ thị có 3 điểm cực trị, tức là tương đương với cái tích AB âm như lúc nãy thầy nói với các em. Thì bây giờ còn 2 điểm nữa thì các em thấy là nếu như ở bên phải trục hoành có điểm C thì bên ở bên phải trục tung có điểm C thì ở bên trái trục tung có điểm B, và hai điểm này nó đối xứng nhau qua trục tung. Như vậy thì tung độ của hai điểm B và C này nó bằng nhau, và hoành độ là hai cái số đối nhau các em. Khi đó hai điểm cực trị còn lại tức là B và C đó thì nằm về hai phía của trục tung, có hoành độ đối nhau và tung độ bằng nhau như các em nhìn thấy trên màn hình. Dĩ nhiên là ba điểm ABC này nó không thẳng hàng được, bởi vì điểm tọa độ 0C nó sẽ khác với tọa độ của hai cái điểm mà như lúc nãy thầy tìm cho các em là x sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của trừ B trên 2A. Khi các em thay vào hàm số thì nó khác C, cho nên là ba điểm ABC không bao giờ thẳng hàng, mà nó hoặc là nằm vị trí này hoặc là nằm vị trí dưới này so với điểm A. Tọa độ của hai điểm còn lại thì thầy sẽ tính cho các em. Điểm thứ nhất là điểm B có hoành độ này là trừ của căn bậc hai của trừ B trên 2A, còn tung độ là bằng trừ delta trên 4A. Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn các em cách tính. Và điểm C có hoành độ là số đối của hoành độ điểm B các em này, còn tung độ thì không đổi, bằng trừ delta trên 4A. Delta thì các em biết rằng, biết rồi, nó sẽ bằng B bình phương trừ 4AC. Bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các em nha. Thầy chứng minh tức là thầy đi tìm tọa độ của điểm B, điểm C đó. Ta có y phẩy sẽ bằng 4AX mũ 3 cộng 2BX, và nó bằng 2X thừa số cho 2AX bình phương cộng với B. Y phẩy bằng 0 tương đương với phương trình tích bằng 0. Và như lúc nãy chúng ta có phương trình thứ nhất là x bằng 0 thì gọi là xA. Phương trình thứ hai là x bình phương thì bằng trừ B trên 2A. Trong trường hợp này hàm số có 3 điểm cực trị, cho nên cái tích AB này nó âm các em này. Tích AB này âm thì khi đó chúng ta có hai nghiệm đối nhau, rồi XB sẽ bằng trừ căn bậc 2 của trừ B trên 2A, và XC sẽ bằng căn bậc 2 của trừ B trên 2A. Các em nhớ cho thầy là AB âm, cho nên trừ B trên 2A là mang giá trị dương nha các em, chứ không phải là các em nhìn vào đây các em thấy là có âm là không được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính tung độ tại điểm XB đi. Vì tung độ nó bằng nhau cho nên chúng ta sẽ thay XB này vào cái hàm số trung phương trên để chúng ta tìm y của nó. Thay B vào hàm số thì ta có này, A này nhân với XB là cái biểu thức trừ căn bậc 2 của trừ B trên 2A tất cả mũ 4 các em. Mũ 4 thì dấu âm nó thành dấu dương rồi đúng không? Một lần bình phương thì khai căn là được trừ B trên 2A, trong một lần bình phương nữa thì chúng ta được là B bình phương trên 4A bình phương. Tiếp tục chúng ta thay vào x bình phương cộng tiếp B nhân với là x bình phương, tức là khi chúng ta bình phương lên thì mất căn, chúng ta được là trừ B trên 2A, rồi cuối cùng chúng ta cộng với C. Bây giờ chúng ta làm gọn lại một tí, bằng tiếp giả được A cho A ở dưới mẫu thì chúng ta được là B bình phương trên 4A trừ cho B bình phương trên 2A. Chúng ta quy đồng cái nhóm thứ nhất hai phân thức này thì chúng ta được là, chúng ta quy đồng lên thì phải nhân biểu thức sau này này với số 2 đúng không? 2B bình
trên bốn A mà B bình trừ hai B bình là trừ B bình trên bốn A cộng với C. Bây giờ chúng ta khuy động tiếp, trừ B bình trên bốn A cộng với là bốn AC trên bốn A. Chúng ta thực hiện viết mẫu chung thì chúng ta đưa trừ lên trừ B bình phương cộng với bốn AC trên bốn A. Thì viết lại và các em thấy rằng là delta của chúng ta là B bình trừ 4AC, cho nên cái biểu thức trên này chính là biểu thức đối của delta, đúng không? Như vậy là chúng ta biết là trừ delta trên 4A. Và như vậy các em thấy là tung độ của hai điểm B và điểm C này có tung độ là trừ delta trên 4A này. Còn hành độ thì thầy đã nói trên này rồi, đúng không? Như vậy chúng ta có được tọa độ hai điểm B và C. Như vậy đây là tính chất mà các em cần phải nhớ để các em giải toán cho nhanh khi làm toán trắc nghiệm. Còn làm tự luận thì các em làm giống như thầy ở với phương pháp chứng minh này. Và từ đây thầy viết lại xb bằng thằng này bằng trừ căn bậc hai của trừ b trên a thì ib sẽ bằng trừ delta trên bốn a. Tương tự như vậy ic cũng bằng trừ delta trên bốn a. Như vậy là thầy kết thúc chứng minh cái tính chất các điểm cực trị của cái đồ thị hàm số trung phương. Bây giờ chúng ta áp dụng để làm một phần bài tập này để cho nó vững kiến thức này. Câu số 8 cho hàm số y bằng x mũ 4 trừ 2 m cộng 1 x bình phương cộng m bình phương. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vuông gần. Như vậy là các em quan sát hình vẽ một tí, đồ thị thì các em chưa học đúng không? Nhưng mà vừa rồi thì nếu có 3 điểm cực trị thì có sẽ có một điểm cực trị nằm ở trên trục tung và hai điểm cực trị còn lại thì đối xứng nhau qua trục tung, chẳng hạn như điểm B, điểm C. Và các em thấy rằng là vì A thuộc trục tung, B và C đối xứng qua trục tung, cho nên cái tam giác là ABC này là tam giác cân tại A, đúng không? Cân tại A, luôn luôn cân tại A cho tính đối xứng. Bây giờ nó muốn vuông thì chỉ có vuông tại A thôi. Như vậy là vuông cân là phải vuông cân tại A, chứ không thể vuông cân tại B và C được. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em tìm cái điều kiện để cái tam giác ABC thỏa cái yêu cầu bài toán này là tạo thành một cái tam giác vuông cân. Bây giờ chúng ta đi vào lời giải. Đầu tiên chúng ta phải nói tập xác định là R. Y phải bằng 4x bình phương trừ chỗ 4 m cộng 1x. Y phải bằng 0 thì tương đương với là 4x, thì chúng ta đặt 4x là nhân tử chung, thừa số cho x bình phương trừ cho m cộng 1 mà 0. Y phải bằng 0 thì tương đương với phương trình thứ nhất là x bằng 0, phương trình thứ hai là cái biểu thức trong một vuông này này bằng 0, thì thầy chuyển là trừ của m cộng 1 sang bên phải thì được là x bình phương bằng m cộng 1. Đồ thị hàm số, thiếu cái hàm số, đồ thị hàm số thầy biết thiếu chữ hàm số các em nhé, thiếu chữ hàm. Có 3 điểm cực trị thì phương trình y phải bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Mà có 3 nghiệm phân biệt thì các em dựa vào cái phương trình thứ hai này phải có điều kiện là m cộng 1 lớn hơn 0, tức là m lớn trừ 1, chúng ta kết thúc. Khi đó, 3 điểm cực trị, điểm thứ nhất là với x bằng 0 thì các em thay vào thì các em được tung độ là m bình phương. Bây giờ thầy thay cái nghiệm thứ nhất là căn bậc 2 của m cộng 1, cái phương trình x bình phương bằng m cộng 1 các em này, nó có 2 nghiệm. Đó là cộng trừ căn bậc 2 của m cộng 1. Thế thì muốn tìm tung độ thì thầy thay cái một nghiệm vào thôi. Bởi vì tung độ của hai điểm cực trị này nó bằng nhau, cho nên thầy sẽ thay là x bằng căn bậc 2 của m cộng 1 vào cái hàm số trung phương để thầy tìm tung độ. Thầy thay như sau, các em để ý thì khi thay thì các em lưu ý cho thầy một tí. Thầy không thay trực tiếp vào trong này bởi vì bình phương nó rắc rối, thì thầy sẽ dùng cách thay giống như lúc nãy của em là trừ delta trên 4A đấy.
trừ delta, delta là b bình phương là trừ 2 m cộng 1 tất cả bình phương các em, thì bằng 4 m cộng 1 tất cả bình phương, trừ cho AC, trừ cho 4 AC là trừ cho 4 nhân với 1 nhân với m bình phương, rồi trên 4 A tức là 4 nhân với 1, vì hệ số A trong trường hợp này là bằng 1, bằng 4. Thì bây giờ các em giả ước 4 cho nhau đi, thì như vậy thầy nói biểu thức ở tự nhá, m bình phương mà trừ m bình phương thì triệt tiêu cộng về 2m cộng với 1, thì trước này có dấu trừ thì nó bằng là trừ 2m trừ 1 rồi này. Cách tính như vậy thầy không tính trong này. Như vậy là điểm B sẽ có hoành độ là căn bậc 2 của m cộng 1 và tung độ của nó là trừ 2m trừ 1 như vừa rồi thầy tính cho các em. Và điểm C hoành độ thì số đối của hoành độ điểm B và tung độ thì giống như tung độ của điểm B. Bây giờ chúng ta lập luận cái tam giác vuông cân một tí. Ở đây tam giác này luôn luôn cân tại A, cho nên muốn vuông thì vuông tại A thôi các em. Thì đến đây muốn xét vuông tại A chúng ta có hai cách. Vuông cân tại A có hai cách. Cách thứ nhất là muốn vuông tại A thì cái tích vô hữu của vectơ AC nhân vectơ AB này nó bằng 0. B và C chúng ta có sẵn rồi. Cách này thì nó hơi dài. Nhưng mà đặc biệt cái tam giác ABC này nó vuông cân các em này. Cái đường cao AH này các em này. H là trung điểm của BC thì nó lại thuộc trục tung. Là vì sao như vậy? Bởi vì B và C thì đối xứng nhau qua trục tung. Đúng không? BC đối xứng nhau, đối xứng nhau qua trục tung. Và cái tam giác này nó cân tại A nữa. Cho nên cái đường cao là đường cao AH cũng là đường trung tuyến. Mà trong tam giác vuông cân thì đường trung tuyến này nó bằng nửa cạnh huyên, tức là hạt A thì bằng hạt B bằng hạt C. Chúng ta tìm cái điều kiện này cho nó nhanh, chúng ta cũng sẽ tích vô hướng. Ta thấy điểm A thuộc OI, điểm B, C đối xứng nhau có OI, nên tam giác ABC nó cân tại A. Bây giờ thì gọi hạt là trung điểm của BC, dĩ nhiên hạt trung điểm của BC thì nó phải nằm trên trục tung. Thì điểm hạt này sẽ có tọa độ là hoành độ là 0. Còn tung độ là bằng tung độ của điểm C hoặc là tung độ điểm B các em này. Khi đó ba điểm cực trì lập thành một tam giác vuông cân. Khi vậy chỉ khi A hạt này nó bằng hạt B hoặc bằng hạt C. Bây giờ chúng ta tính cái đôi giá A hạt. Đôi giá A hạt thì bằng lấy kém lấy tung độ của điểm H đúng không? Trừ cho tung độ của điểm A đúng không? Tung độ điểm H mà trừ tung độ điểm A. Tung độ điểm H là bao nhiêu kém? Là trừ 2m trừ 1 này. Mà trừ cho tung độ của điểm A là trừ cho m bình phương. Kém lấy trì tuyệt đối. Thì đó chính là khoảng cách A H. Tuy nhiên thầy sẽ dùng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm là bằng căn bậc 2 của x hạt trừ x a tất cả bình phương cộng với y hạt trừ y a tất cả bình phương để cách tính thứ hai. Thế như vậy là khi đó khoảng cách a hạt sẽ bằng căn bậc 2 của 0 trừ 0 bình phương là kết quả bằng 0 cộng với này. Chứ em lấy là m bình phương trừ cho của cái trừ 2m trừ cho 1 tương bằng m bình phương mà cộng 2m cộng 1 là tất cả bình phương, mà bản thân m bình phương mà cộng với 2m cộng với 1 là xuất hiện hằng đẳng thức là m cộng 1 tất cả bình phương. Như vậy là bình phương thêm một lần nữa thì trong căn nó là m cộng 1 tất cả mũ 4 các em. Như vậy AH là bằng căn bậc 2 của m cộng 1 tất cả mũ 4. Còn BH thì các em thấy rằng là nó chính là hoành độ của điểm B, mà hoành độ điểm B tức là căn bậc 2 của m cộng 1 các em. Vậy thì từ đây chúng ta có một cái phương trình tương đương với căn bậc 2 của m cộng 1 tất cả mũ 4 bằng căn bậc 2 m cộng 1. Cái phương trình này các em thấy là nó muốn bằng nhau chỉ xảy ra khi với chỉ khi m bằng 0 được em. M bằng 0 để thỏa mãn cái điều kiện là m lớn trừ 1, cho nên đây là cái giá trị cuối cùng chúng ta tìm. Như vậy thì ở đây các em lưu ý nha, nếu chúng ta lấy tung độ hạt trừ tung độ A
hoặc là trong tung độ A trừ tung độ H thì chúng ta phải lấy trị tuyệt đối của cái biểu thức nào? Của biểu thức là M bình phương mà trừ cho cái biểu thức là trừ 2M trừ 1 thì chúng ta sẽ được là M bình phương cộng với 2M cộng 1. Chúng ta lấy trị tuyệt đối cái biểu thức đó thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của M cộng 1, thì cái giải cũng như nhau thôi, không có gì khác cả. Thì như vậy thì các em lưu ý hai cái tính thì khoảng cách giải hạt như thế. Như vậy thì bài học hôm nay thầy dừng ở đây các em. Hôm sau chúng ta tiếp tục phần tiếp theo là cũng cái dạng này là cực trị khoảng số trung phương, đó là cái tính chất cả cái khoảng cách AB, AC và BC để chúng ta xét các cái trường hợp đặc biệt của cái tam giác ABC, có thể là tam giác đều hoặc là tam giác vuông cân hoặc là tìm bán kính đường tròn nội tiếp ngoại tiếp vân vân. Đó là những cái bài toán liên quan đến hàm số trung phương mà chúng ta sẽ theo dõi sau này. Như vậy bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.